Bà con trở lại với Tuấn Hậu Giang nha. Cô đang nhóm lửa, nhóm lửa nó dài biết bao lâu nó mới cháy này chứ, gió quá trời luôn. Đây Tuấn xem. Dạ, cô Bảy cho con hỏi cái là nhà mình cất được bao lâu rồi cô? 4 năm hả? 4 năm. Khi đó mình cất là mình mướn thợ ở ở đây cất hay đâu cất cô? Ở đây con cháu mà. Con cháu ha. Cất. Cất hết lâu cô, thời gian lâu không? Cũng cả tháng mấy ạ. À? Tháng mấy hả? Mướn nhà không á, mướn bằng ngày. Thì con cháu làm không rồi ha, chứ không phải mướn thợ ở ngoài nữa hả? Dạ. Con cháu. Trời, tháng thì tao mấy bữa đây nó tính nhà này, Tết Tết này là 4 năm hả con? Tết này là 4 năm đó. Dạ. Nó phải mới đây đâu. Con cháu đông cũng mệt hả? Mà chiều lại không mệt. Cất bà hai hả? Được 4 năm rồi cô chú ơi. Thì hai hả? Thợ cất thì cũng là con cháu người trong nhà làm thôi cô chú. Đi ruộng ở đây nằm rồi, chứ nó cắt rồi. Tôi gom thôi đó nha. Cái này là có mỏng cũ nhiều lắm mà thôi rồi đó hả? Còn giờ ngâm dưới sông kìa. Còn ngoài một ghe nó chưa trở về. Cái đó là mình mua đám hay ta sao? Nó cho bắt cái đọt ta mua rồi, ta là lấy cái cây ta cho đọt mình để mình đi gốc á. Gốc về chùm, chùm ngon lắm. Chàm cái đó con nghĩ mình có trồng rẫy hay gì chứ làm vàng chứ không phải hả? Ta cho để làm củi hả? Củi muốn muốn là trà muốn làm vàng thì lấy cái khác cây dài dài mình làm. Tôi giống lúc hổm đi đốn này không nè, đi gốc này không nè, hồi bữa đó ở nhà nó cháy lắm. Coi như ta mua nguyên đám xong rồi ta chặt còn cái đọt hay là cho mình hả con? Rồi ta cho cái ta lấy cây ta cho cái đọt mình để mình gốc. Chở về cũng cực khổ lắm, mắc qua cái bờ sáng mới chìm xuống ghe mới chở về. Là dưới sông là cũng của cô hết luôn hả? Của tôi đó. Con cứ nghĩ là đó mình để là mình bán chạm cây đồ cho người ta chứ gút đi đi mới xin đó, xin về mà nhiều cái đó đó. Còn nhóc hết trơn 30 công không mà còn như nguyên cái khu ta trồng chạm không ta đốn cái 30 công người ta đốn hết trơn, người ta bán hết trơn, người ta bỏ đọt. Sáng mưa sáng con nhìn thấy tính ổ nó cô mua về để đó đăng, ví dụ mình trồng rẫy để làm vàng hay gì mà không phải cũng được, cũng ngon lắm. Dạ. Ủa cô nó đây làm củi chàm chất đóng rồi đó. Hổm đi tối ngày đi gốc đó không, nó có nhà đâu phải cháy, bữa hổm là gọi bụi cái nhà. Ủa gì con trai cô đi làm hả? Nó cũng đi nữa rồi có thằng ên dâu nhà nó là làng nó sớm sao nó làm kịp. Thì là cái hôm đầu tiên trái lên là mình ở dân có nhà mà hả cô? Có nhà, 4 người nhà chưa hả? Dạ. Tôi nghe nổ bóp 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 cũng cả tiếng hồ, cho nó hàng cái gì dưới rồi trời. Là nó nổ mấy cái tre này hả cô? Chắc ba cái tôn rồi nè. Dạ. Lá nó cháy rồi nó nổ. Còn nó thì nó nói ông trời mưa. Hai mẹ con khi mà ra được là ra đây thấy cô thấy nó trụi gì luôn đó hả? Người ta kêu thấy ra thì thấy nó trụi gì nè, nó chạy vô kêu nó đó. Còn con lỗ bên này ra là còn con cái còn lỗ bên này cái trơn, cái thằng nó gặp rồi thì này nó chữa tới ha, tới ấy thì cũng gọi đó, cũng sườn không vậy đó. Mai cái trên này có to cái tường nó ấy lại hay không vậy? Phải lá nó ruồn tuôn luôn ha. Dạ. Yeah. Tại vì có một số bà con người ta thứ nhất là hỏi chỗ cái nền của mình là trước là nền đất đặc hay là nền đất lung ha. Đất lung, đất lung. Rồi cũng có bà con hỏi là cái ví dụ nhà cấp bao lâu rồi, thời gian bao lâu đó. 4 năm rồi, qua tháng giêng này là 4 năm rồi. Mà mình không mướn thợ ngoài, cái con cháu người nhà làm con ha. Cháu. Dạ.
tại sự việc nó xảy ra gì. Hiện tại thì cái mà nguyên nhân gì đâu mình cũng không biết, tại nhiều nhiều người ta cũng đoán thế này thế kia đúng không? Dạ. Dự đoán nãy kia mà lắm chứ. Dạ. Coi như mình tìm hiểu kỹ cho nó coi ai biết được, người ta giúp được cái gì thì người ta giúp. Tại thứ nhất là cái nền đất này không phải đất thịt nè, đất lung thì cũng có bà con người ta nói đất lung cho nó có cái khí mà phốt pho lâu ngày nó tích tụ rồi nó nhìn nó bốc lên, rồi nó gặp không khí trên này á và nó tự nhiên nó bốc cháy, cũng có những vấn đề đó. Ở đây là 35 năm rồi. Ở đây 35 năm mà đâu có thấy cái gì đâu. Nhà cà cù, nhà lá, các nhà phía bên đó đó, phía bên chỗ ba cái đổ đá đó, là ngay với nhà. Dạ, bên cái đường ha, đường đi ha. Sát đây nè. Mình thấy cát sát, cái đá sát quá trời mới dời qua đây. Rồi thì đất đó mình đó lúc đó mình cũng bồi từ vô trong này hay cô? Bồi không, cái này là nguyên cái lung luôn đó. Mấy cái này là đất đó tôi lung á, tôi đào liếp trồng chuối á. Dạ. Tôi bồi lại luôn. Bồi mấy cái mương lại hết, cái này là cũng có mương nữa. Là đất. Chỉ bồi đất sình dưới sông lên hay bơm cát không cô? Có bơm cát không? Có, bơm cát vô nền nhà chứ không có bơm dưới đất nè. Không bơm bồi cái mương ha, không. Bồi, không bơm. Dạ. Bơm nền nhà thôi. Thôi. Cái này là cũng đất không nè, trong này đất không có cát. Chỉ cát là mình xây xong rồi mình bơm cát lên cái nền, còn như là đất, dưới là đất không? Là bồi đất không nè. Dạ. Bồi đất rồi cái ấy tánh đá trên đó rồi mới chán cái này nè. Mà hôm gài thì thấy nó cũng hình như nó đỡ rồi ha cô, giống như đồ như mình dẹp ra hết thì nó đỡ mà cái mình thấy là rồi đó, dẹp cái đó nữa rồi đi lên ngủ đi. Cái hôm đầu tiên mà nó cháy lên là cô, theo như cái suy nghĩ của cô là cô đoán là nó bị cái gì cháy, cô có nghĩ không? Không nghĩ cái gì, không có biết cái gì. Mình cứ nghĩ là mình nấu nướng không khéo nó cháy không cô, ví dụ gì? Không, suy nghĩ cái đó đâu. Bị nấu hồi 3 giờ sáng mà tới chiều nó mới cháy. Ờ, là cô nấu sớm vậy đó hả? Ừ. 3 giờ khuya sáng à? Bị nấu cho ông xui ăn, mình sáng ông về đó. Thức dậy mình dịch mình đồ nấu cháo, nấu cơm. 3 giờ sáng sớm nấu rồi. Ừ, tới 1 2 giờ nó cháy mà. Ba cái củi mãn cầu đó, nó đâu có than đâu. Đâu than nhưng mà ba cái củi tràm này đâu. Dạ. Nó mau tàn lắm. Mà bữa đó không có cây củi nào trong nhà nữa. Không có để củi trong nhà nữa, bữa đó hết củi luôn. Đi bữa mà cái cây ấy dụm đó. Vậy là nó bắt vào cái vách lá hả cô? Bây giờ thì cũng chưa rõ nguyên nhân, để mấy bên cơ quan ta chắc cũng còn xuống để điều tra thêm nữa nha cô. Dạ. Thôi nó xuống nữa. Dạ. Đây em gái này nè. Hôm đó chạy đi chữa cháy mình thấy cái giò lành hả? Chạy đi mà tới cái giò nhắc nhắc luôn hả? Giờ gia đình cũng bất an cô chú à, lo sợ nó cháy trước cháy sau không à. Mà hiện tại đồ đạc dọn ra ngoài hết, nó trống hết rồi nè. Nó trống hết rồi cũng đỡ lắm rồi ha. Thì nó cũng hôm trước thì nó cháy những cái miếng vật dụng nhỏ này thôi, hiện tại thì nó cũng hết đồ, giống như hết đồ để cháy rồi đó. Thì đây là những cái hiện tượng rất là lạ, thì nhờ cô chú mình ha, quý vị khán giả mình cho thêm những cái góp ý, cho thêm những cái góp ý thêm để coi biết sớm được giúp gia đình khắc phục được cái hiện tượng lại thế này cô chú à. Đặc biệt là cái khu vực trong nhà tắm nè, mà cháy nhiều nè. Đây. Đây thấy không? Cháy
năm liền hết trơn. Đây, trong phòng. Móc chân trái nè. Cháy hết trơn là phòng trên này luôn. Vâng, thì Tuấn Hậu Giang xin nhờ quý vị khán giả tiếp tục có những cái góp ý thêm nhé, để cho gia đình sớm khắc phục được cái hiện tượng lạ thế này của chú. Đây này, nước vẫn để. Ok. Vâng, đến đây thì Tuấn Hậu Giang xin khép lại cái video đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Được có những cái góp ý nào thì nhờ cô chú mình cho những bình luận bên dưới video để sớm khắc phục, giúp gia đình đỡ cái tình trạng bất an như thế này nha cô chú. Vâng, Tuấn xin tạm hẹp lại ạ.